truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp Robux giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với tựa game Anime Fighter. Gà Anime đã quay trở lại trong một video tiếp theo đây. Chắc hẳn trong video lần trước, các bạn đã thấy cái sự hoang phí. Tại sao ông gà lại bỏ ra 3.600 Robux dư tiền hay sao? Quay cái trứng này, cái trứng 199 Robux cho một con pet này. Quay 15 lần. Đúng vậy, 15 lần, 16 lần. Ấy 18 lần chứ. 3.600 Robux là 18 lần. Không ra được con pet 5%. Tiếc tiền quá đi. Tất cả mọi thứ đều có lý do của nó. Tại chắc hẳn nhiều bạn cũng thắc mắc là con pet Robux trong tựa game này, mỗi một thế giới sẽ có một cái trứng tương đương ha. Hiện tại thì trong game này có 5 thế giới rồi. Nó có thực sự OP hay không? Nó bá đạo tới cỡ nào? Cũng khá là tiếc là trong video này mình không có show cho bạn coi về sức mạnh của All For One 5%. Và chúng ta thể coi đây là một cái cuộc đại chiến. Đại chiến giữa pet Robux và những con pet không phải bằng Robux. Nghĩa là các bạn chơi máy nè, các bạn chơi nhân phẩm trong game vẫn có thể kiếm được. Với những con pet Robux, bao nhiêu phần trăm đó nó sẽ mạnh tương đương, mạnh hơn hoặc là yếu hơn những con pet như thế nào? Đầu tiên thì nếu bạn vẫn tiếp tục ủng hộ series này trên channel á, thì hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh cho mọi người mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nguyên tắc đầu tiên của mình khi so sánh là chúng ta sẽ so sánh cùng cấp độ với nhau. Nguyên tắc thứ hai, không sử dụng auto clicker hỗ trợ, tắt nó xuống. Cái phép thử và phép so sánh thời gian trong tựa game này là tương đương. Tại vì tôi đâu có hết tất cả con pet đâu. Mà nếu có hết đi, làm video thì nó rất là dài. Mình sẽ so sánh con pet 60%, con pet 25%, con pet 10% của những cái trứng mua bằng 200 Robux, 199 Robux. Bên cạnh đó thì video trước mình có mở được một con khá là may mắn nè, Shiny 60%. So sánh luôn nha. Chúng ta sẽ so sánh với con pet khu vực mới nhất. Với cái trứng khu vực mới nhất, mình có Leaf 4, một con mythical bình thường đúng không? Và mình sẽ so sánh với Legendary. Và tôi lại may mắn có được một con pet tên là Ogeko Legendary Shiny. So sánh với Shiny luôn đi ha. Mình có con Buddha cấp 97, hay là mình so sánh con này với cấp 98 luôn ta? Con Buddha là cái con mythical Shiny của vùng đất Chimera này. Như vậy là 4 chọi 4 đi. 4 con pet Robux có Shiny, có thường, với lại 4 con pet mạnh không bằng Robux. Có mythical, có Shiny Legendary, có Legendary và Shiny mythical. Như vậy là tôi phải mở trứng rồi. Để mình mở trứng, mình nâng cấp luôn cái con Buddha Shiny đó lên cấp 98 cho đồng nhất nhé. Không biết vô đây con mình đủ nâng cấp lên 98 không ta? Còn nửa cây kinh nghiệm nữa. Rồi, Field này. Select Unlock. Field Selected. Dư luôn. 80,9 T lớn. Accept. Một con pet siêu chiến binh. Buddha Shiny Mythical. Cấp 98, 7 triệu đam. Thì trước khi bắt đầu video cho bạn coi về thông tin của mình. Thời gian playtime là 233 tiếng. Tổng số trứng mình mở là 613.000. Tổng số tiền mình kiếm được từ trước tới giờ là 1,43 T, cũng khá là thấp so với hiện tại, với các YouTuber hiện tại. Với lại mình chơi mấy game này xui lắm. Mở hoài không ra được mấy con secret. Treo cả mấy tiếng á, 9-10 tiếng, mười mấy tiếng luôn mà không ra. Ok, mình sẽ quay trở về khu vực Chimera. Đi farm con kiến đi, tránh mất thời gian các bạn. Chúng ta đi farm con kiến hôm bữa ha. Kiến ơi, kiến đâu rồi? Đây, Raizien, 350 triệu HP. Nhớ là tắt auto clicker xuống nha. Và trong cái việc so sánh này, chúng ta cũng sẽ biết được cái con Leaf 4, nghĩa là Mythical, bình thường với lại một con Shiny Legendary cùng trứng khu vực mới nhất, có nào sẽ mạnh hơn. Đầu tiên chắc là mình sẽ sử dụng con Pet Robux ha, và sử dụng công cụ đếm thời gian cấp độ vũ trụ để cho bạn coi xác suất nó chính xác nhất. Mở màn với lại con 60% đi. Acid G cấp 98, sát thương là 2,6 triệu. 3, 2, 1, bắt đầu. Các bạn coi và xem cái hiệu ứng nó như nào luôn nha. Con này thì ulti khá nhanh. Thảy chiêu này, sát thương là 100% sát thương cơ bản. Đấy. Rồi ok, coi bộ khá là lâu đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ cho các bạn coi về con Shiny luôn. Con Shiny nằm tuốt trên này nè. Tại vì sức mạnh nó cấp 98, đây. Cấp 98 bình thường là 2,6 triệu đam. Nhưng mà cấp 98 Shiny 4,6 triệu. Đây chính là chiến binh Acid Girl cấp Shiny mặc bộ đồ học sinh của trường học viện siêu anh hùng đây. Về skill thì y chang nhau, ulti y chang nhau. Shiny với bình thường chỉ hơn nhau cái đam thôi. Thấy nhanh hơn hẳn đúng không? Thời gian rất là nhanh. Như vậy là chúng ta đã có được một con pet 60%. Con pet thứ hai là Mian trong học viện siêu anh hùng. Cấp 98 luôn. 3 triệu đam.
Con bé này chắc các bạn chưa có coi skill. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi skill nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Sát thương các bạn nó là 5,25 triệu đam này. Dồn đam khá nhanh nha, khoảng tầm 4 lần. Ulti tuột xuống dưới đất, chui lên, đấm liên tục tì. Rất nhiều đòn, 875.000 đam. Thì vừa rồi là combat 25% của trứng 200 robot. Cái con này á, tỷ lệ xuất hiện của nó là giống như Shan ấy. Shan bị nớp xuống cho nên bây giờ Shan rất là cùi. Đây tôi có thêm một con cấp 98 nhưng mà chắc cũng không cần phải test đâu ha. Và cuối cùng, lần đầu tiên mình có combat Bunny. Các bạn nói là combat Bunny này nó vừa xuất hiện thôi nhưng mà chưa có cái quýt của nó. Đam cơ bản là 3,8 triệu. Ok, equip. Hãy cùng xem là tuyệt chiêu nó như thế nào nha. Bắt đầu. Thì con này là một cái con cộng dồn đam đấy. Hồi ulti khá nhanh, 3 lần thôi ulti rồi. Sát thương các bạn là 6,65 triệu đam này. Nhảy lên, dậm xuống. Ulti khoảng tầm 300% sát thương cơ bản. Từ 6 triệu lên 19 triệu, hơn 3 lần. Tầm 3 lần ấy. Thì vừa rồi là con bet 10% của cái trứng 200 robot học viện siêu anh hùng. Đây có thể coi là cái trứng với sát thương cơ bản cao nhất trong số những cái trứng 200 robot. Như vậy là xong về cái phần đại chiến của bên phía robot. Phần tiếp theo chúng sẽ tới với là những con pet không mua bằng robot, chỉ là nhân phẩm và mở trong game mà thôi. Tất cả đều được quy ở một cấp độ là 98. Đầu tiên là Legendary, cấp 98, 2,3 triệu đam. Rồi hãy cùng xem nào, 3, 2, 1, bắt đầu. Sát thương cơ bản nó là 4,02 triệu đam. Ulti khoảng tầm 5 đòn nha. Ulti hãy thấy gấp 6 lần. Một trong những con tướng khá là mạnh. Một trong những con bé khá là mạnh. 4 triệu đam này. Ulti là gấp 6 lần, 24 triệu đam. Nhưng mà có vẻ như thời gian gồng chiêu hơi lâu. Hiệu ứng cũng bự nữa. Quá trời bự luôn. Nó cái hiệu ứng nó hơi bự cho nên mình không có nhìn rõ ha, chết rồi, nhưng mà mình khi edit video á sẽ canh thời gian cho nó chuẩn. Về shiny thì chúng ta cũng sẽ không bàn luận gì nhiều ha. Sát thương cơ bản là 4,1 triệu đam ở cấp 48. Hiệu ứng nó giống như là cái con Buddha á bạn. Đây mình cho bạn coi về con Buddha shiny. Thấy không? Hai con này có hiệu ứng á, sẹt sẹt tia lửa lên khá là giống nhau. Một con hào quang đỏ, con hào quang đen thôi. Con này mình sẽ đi nhanh á, cho bạn coi về cái skill và thời gian của nó. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi ok, như vậy là chết rồi. Có thể các bạn thấy thời gian rất là nhanh. Tại vì ở cấp độ shiny thì không ngoa khi nói rằng cái con Clipfor này là cái con mythical xịn sò nhất. Nó xịn hơn cái con Buddha. Xịn hơn Buddha bình thường, xịn hơn White Creeper. Và đương nhiên xịn hơn mắt diều hâu. Mắt diều hâu mình nói lại chỉ dành cho những bạn nào ít tiền mà muốn có những con rẻ và mạnh thì nên xài mắt diều hâu. Còn sau này nếu bạn có nhiều tiền rồi, cố gắng kiếm cái con Clipfor nha. Còn shiny thì có con nào mythical bạn cứ xài thôi. 3, 2, 1, bắt đầu. Con này thì mình đã cho bạn coi nhiều rồi. Về cái video ông vua mythical ấy. Rất là nhanh chóng luôn. Nhưng nó đâu có OP bằng cái con shiny mythical Buddha này cấp 98, 7 triệu đam. Để sẵn mình cho bạn coi luôn. Cùng cấp độ với nhau, bất kỳ một con shiny nào nó cũng sẽ bá hơn cái con mythical cao nhất hiện tại. Clipfor đúng chưa? 42 triệu đam, cấp 98. Con này cấp 98 là 7 triệu đam rồi. Đây, Buddha cấp 102, 11 triệu đam. Netero Shiny, 3, 2, 1, ok. Ở cấp Shiny á, thì nó màu đen nha. Cái tượng Phật xuất hiện á, nó màu đen. Còn cấp độ bình thường nó màu vàng. Đó, đen thui à. Quá dữ dằn luôn. 3,8 triệu đam. Còn sát thương cơ bản bình thường là 12,2 triệu đam. Rút máu cực nhanh.
Rồi, hy sinh. Một chú kiến nhỏ nhoi đã hy sinh. Khỏi cần edit video cũng biết là cái con này nhanh nhất rồi. Là con bé mà nhanh nhất từ đầu cái video này mình so sánh. Nhưng mà mình sẽ hiển thị ha, một bên á là con bé mua bằng Robux, 200 Robux nhân phẩm. Và một bên là những con bé của khu vực mới nhất, gồm có Mythical, Legendary và Shiny Legendary, với một con bé Shiny Mythical khu vực trước Chimera. Để minh chứng cho một cái điều là con bé 200 Robux có thực sự OP hay không. Bên cạnh đó còn những con bé mua trong shop này nè. Tôi nghĩ là cũng không mạnh hơn mấy con bé mà mua bằng cái trứng 200 Robux này bao nhiêu đâu. Do bây giờ hết tiền rồi, không có mua trải nghiệm cho bạn coi được. Rồi, video hơi dài, cảm ơn bạn theo dõi. Đăng ký kênh ủng hộ channel của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.